Ngồi ăn trên một chiếc bàn với giá cả 100 triệu đồng thì cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ? Thật tuyệt vời khi cùng với gia đình tận hưởng những món ăn ngon mỗi ngày tại đây. Mặt bàn Pula DTP02 được làm từ gỗ Poplar, gỗ Bạch Dương, phủ vernier Pure Walnut, sơn Gabriela, bề mặt phủ sơn đàn piano tạo vân chống xước, nẹp inox mạ PVD. Chân bàn bằng inox cao cấp, mạ PVD công nghệ hiện đại, kết hợp gỗ tự nhiên, sơn Gabriela, bề mặt phủ sơn đàn piano tạo vân chống xước, nẹp inox mạ PVD tạo điểm nhấn sang trọng và bảo vệ bàn khỏi va đập chảy xước. Mỗi chiếc bàn đều là những tác phẩm nghệ thuật được thiết kế và chế tác bởi bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công Italia. Sản phẩm mang đến phong cách độc đáo, thanh lịch và quyến rũ. Pula DTP02 có kích thước 2m6 x 1m1, phù hợp cho 8 đến 10 người ngồi. Liên hệ ngay với Pula để sở hữu Pula DTP02 với giá ưu đãi hoặc có thể đến trực tiếp showroom để trải nghiệm sản phẩm. Pula Furniture, nâng tầm bếp Việt gắn kết yêu thương.